Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tờ South China Morning Post đưa tin, ít nhất 5 người thiệt mạng và 120.000 người sơ tán sau nhiều ngày mưa to dẫn đến lũ và lở đất ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Tân Hoa Xã hôm thứ Bảy dẫn lời giới chức Sơn Tây cho hay, đợt mưa lũ mới đã gây ảnh hưởng cho 1,76 triệu người từ 76 quận, huyện và thành phố trong tỉnh, khoảng 190.000 hecta hoa màu bị thiệt hại và hơn 17.000 ngôi nhà bị sập. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kể từ đầu tháng này, lượng mưa ở Sơn Tây nhiều hơn lượng mưa bình thường tới 5 lần, dẫn tới nhiều con đập, tuyến đường sắt và địa điểm lịch sử trong tỉnh bị phá hủy. Giới chức tỉnh Sơn Tây đã dành 50 triệu nhân dân tệ, hơn 176 tỷ đồng để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ và cứu trợ. Tại Sơn Tây, các đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày thứ Tư, chiều dài đoạn vỡ lên đến 20 mét. Hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực phá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng hôm thứ Năm lỗ thủng vẫn chưa được phá. Hơn 1.800 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn. Mưa lũ cũng đã gây ra ảnh hưởng ở tỉnh láng giềng Thiểm Tây, buộc hơn 18.000 người phải bỏ nhà khi một con đập trong tỉnh bị vỡ. Hôm thứ Ba, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt. Sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra, hơn 20.000 người dân ở Sơn Tây đã được di rời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày nghỉ lễ. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ một tuần nay và dự báo còn tiếp diễn trong ngày mai, với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 100mm, thậm chí 200mm là mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút vào hôm thứ Năm và thứ Sáu tới. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Từ ngày đầu tháng, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng để trên sông Hoàng Hà chạm mực nước cao lịch sử là 271,18m và bắt đầu xả lũ với tốc độ là 4.100m3 trên giây để đảm bảo kiểm soát eo lụt. Vào tuần trước, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay, với lưu lượng nước tối đa đạt 8.000m3 trên giây. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước này đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu của các khu vực bị ảnh hưởng ở các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, Bắc Trung Quốc, Hà Nam, Trung Trung Quốc và Sơn Đông, Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Trung Quốc đã phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên phức tạp và nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan trong nửa đầu năm nay, với lũ lụt, mưa gió, hạn hán, bão, động đất và thảm họa địa chất là những thảm họa lớn. Theo Hoàn Cầu Thời báo, tổng cộng có 94,90 tấc triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 792 người chết hoặc mất tích ở Trung Quốc. Trong nửa đầu năm, 39 trận mưa lớn đã xảy ra trên khắp Trung Quốc với lượng mưa trên toàn quốc là 582mm, nhiều hơn 4 so với lượng mưa trung bình hàng năm trong cùng thời kỳ. Bão đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, ở miền Trung và tỉnh Thiểm Tây ở phía Tây Bắc Trung Quốc vào 2 tháng qua. Mặc dù đã có 16 cơn bão hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông trong những tháng đầu năm, ít hơn trung bình hàng năm 2,5 trận, song chỉ có 3 trận bão đổ bộ vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, động đất hoạt động mạnh ở Trung Quốc thời gian qua, và hầu hết các trận động đất đều xảy ra ở các địa phương phía Tây như Tân Cương, Tây Tạng, Thanh Hải, Vân Nam và Tứ Xuyên. Trong 9 tháng đầu năm, nước này đã xảy ra 17 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên, khiến 453.000 người tại 14 tỉnh thành bị ảnh hưởng. Trong đó có 9 người chết, 62.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Các thảm họa thiên nhiên đã ảnh hưởng đến 90 tấc triệu người, khiến 792 người chết hoặc mất tích và 5,26 triệu người phải di rời. Bên cạnh đó, 157.000 ngôi nhà bị sập và 1,75 triệu ngôi nhà bị hư hại, khoảng 10.583 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp từ những thảm họa này là 286,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 44,37 tỷ đô la so với số liệu bình quân cùng kỳ 5 năm qua. Số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, số người chết và mất tích, số nhà sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm lần lượt là 31, 14, 16 và 14. Trung Quốc tiếp tục phải ngừng khai thác than tại các mỏ và nhà máy hóa chất ở tỉnh sản xuất than hàng đầu của nước này sau một tuần mưa lớn tàn phá khu vực này. Tỉnh Sơn Tây đã đình chỉ sản xuất than tại 60 mỏ than, 372 mỏ khai thác khoáng sản khác và 14 nhà máy hóa chất. Chính quyền tỉnh cho biết trong một tuyên bố trên tài khoản WeChat hôm thứ Sáu tuần trước, mưa lớn từ đầu tuần đã dẫn đến sập và lở đất ở nhiều khu vực trong tỉnh khiến nhiều người thiệt mạng.
Thông báo của chính quyền địa phương cho biết, thảm họa này đã khiến công việc tại 1.035 công trường bị tạm dừng và 166 danh lam thắng cảnh cho khu vực bị đóng cửa. Trước đó, tỉnh này đã thông báo dừng sản xuất tại 27 mỏ than. Việc ngừng hoạt động sản xuất than ở Sơn Tây tạo thêm áp lực mới cho quốc gia, vốn đang vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng dẫn đến mất điện tại nhiều nhà máy và hộ gia đình Trung Quốc. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc yêu cầu các mỏ khai thác tăng sản lượng, cho phép họ tiếp tục khai thác ngay cả khi đã đặt hạn ngạch hàng năm. Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn, rất quan trọng đối với nguồn cung cấp than của Trung Quốc. Do vậy, lũ lụt có thể ảnh hưởng ngắn hạn đến nguồn cung cấp điện và than của Trung Quốc. Nhà máy thủy điện Bạch Hà Than dự kiến sau khi hoàn thành sẽ trở thành nhà máy thủy điện lớn thứ hai thế giới về tổng công suất lắp đặt, chỉ đứng sau dự án đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc. Mặc dù vẫn đang được xây dựng, song hai tổ máy thủy điện đầu tiên của Bạch Hạc Than bắt đầu vận hành vào đầu tháng vừa qua, đến nay đã trải qua 100 ngày hoạt động an toàn và ổn định. Siêu nhà máy thủy điện nằm trên sông Kim Sa, một nhánh của thượng lưu sông Dương Tử, có tổng chi phí xây dựng là 220 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 34,14 tỷ đô la. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Bạch Hạc Than vào năm 2017, dự án đã phải vượt qua những thử thách kỹ thuật cực kỳ khó khăn, phá vỡ một số kỷ lục thế giới, bao gồm hang ngầm lớn nhất, thông số chống địa chấn lớn nhất của đập cao 300m và đập tràn lớn nhất. Nhà máy thủy điện nằm ở biên giới của tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, có tổng công suất lắp đặt là 16 triệu kW, do 16 tổ máy phát điện tạo ra, công suất mỗi tổ máy là 1 triệu kW. Đây cũng là công suất lớn nhất thế giới đối với một tổ máy. Mỗi tổ máy phát điện cao hơn 50m, trọng lượng hơn 8.000 tấn, tương đương với trọng lượng của một tàu khu trục và hiệu suất lên tới 99. Để chứa 16 tổ máy phát điện khổng lồ, hai siêu trạm điện dài 438m và cao 88,7m đã được xây dựng dưới những ngọn núi ở cả hai bên của con đập, biến chúng trở thành nhà máy điện ngầm lớn nhất trên thế giới. Tổng chiều dài của các đường hầm để phát điện và kiểm soát lũ lụt là khoảng 217 km, tương đương với khoảng cách từ Thượng Hải đến Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Để xây căn hầm dưới lòng đất, người ta đã đạt tới 25 triệu mét khối, đủ để xây mời kim tự tháp Ai Cập. Việc xây dựng một con đập trong thung lũng hẹp hình chữ V của sông Kim Sa có giới hạn về không gian và phải đối mặt với các điều kiện địa chất cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, quá trình xây dựng thành phố ngầm này chỉ mất khoảng 4 năm để hoàn thành. Việc xây dựng đập Bạch Hạc Than cũng đòi hỏi sự đổi mới đáng kể trong thiết bị kỹ thuật thủy điện và kỹ thuật xây dựng của Trung Quốc. Trong các khoang ngầm ở tả ngạn của đập Bạch Hạc Than, có 3 đường hầm đập tràn được mô tả là những tuyệt tác kỹ thuật và nghệ thuật. Mỗi hầm vượt lũ dài hơn 2.000 m, diện tích tràn hơn 200.000 m2. Chúng có thể chịu được lưu lượng lớn hơn 10.000 mét khối trên giây và tốc độ dòng chảy cao 47 mét trên giây, có thể lấp đầy toàn bộ Hồ Tây, diện tích 650 hectare, sâu trung bình 3 mét chỉ trong vòng 18 phút. Dung tích kiểm soát lũ lụt của đập là 7,5 tỷ mét khối. Sau khi hoàn thành đập Bạch Hạc Than, tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt của các thành phố dọc theo sông Dương Tử sẽ được cải thiện hơn nữa để giảm lũ hiệu quả ở trung và hạ lưu của sông Dương Tử trong hoạt động chung của đập Tam Hiệp. Ngoài ra, đập thủy điện lớn thứ hai thế giới còn được gắn hàng nghìn cảm biến, có thể đo nhiệt độ, biến dạng, ứng suất và các thông tin quan trọng khác. Thông tin này được thu thập và truyền theo thời gian thực tới nền tảng quản lý xây dựng thông minh của trạm thủy điện IDAM, cho phép điều khiển chính xác theo thời gian thực các thông số khác nhau của dự án, biến Bạch Hạc Than trở thành đập thông minh nhất thế giới. Kính thưa quý vị khán giả, trận động đất 6,6 độ Richter ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang mất tích. Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter với độ sâu 10 km đã được báo cáo ở phía tây nam thành đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào lúc 13 giờ ngày thứ hai theo giờ địa phương. Tâm chấn động đất cách Cang Đinh, thành phố có khoảng 100.000 dân, khoảng 43 km về phía đông nam. Theo CCTV, số người thiệt mạng trong vụ việc đến thời điểm hiện tại là 46 người. Tuy nhiên, 50 người khác đã bị thương và vẫn còn 16 người đang mất tích. Hơn 1 triệu cư dân ở những khu dân cư xung quanh đã cảm nhận được dư chấn của trận động đất. Theo Quốc vụ Viện Trung Quốc, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 và điều động nhân viên cứu hộ đến khu vực gần tâm chấn. Đài truyền hình Trung Quốc CGTN thông tin, các nhân viên cứu hộ đang hỗ trợ dọn dẹp những con đường bị thiệt hại do lở đất. Tứ Xuyên, một tỉnh có 80 triệu dân, đã phải đối mặt với một mùa hè khắc nghiệt trước trận động đất mạnh xảy ra. Trong 2 tháng qua, tỉnh này đã phải hứng chịu hạn hán và những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 60 năm. Trước đó, vào năm 2008, Tứ Xuyên từng hứng chịu một trong những trận động đất kinh hoàng nhất, mạnh 7,9 độ Richter. Trận động đất khiến gần 90.000 người thiệt mạng và người dân ở các thành phố cách đó hơn 1.450 km cũng có thể cảm nhận được dư chấn. Năm ngoái, một trận động đất khác mạnh 6,0 độ Richter cũng đã xảy ra ở Tứ Xuyên, khiến 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình để cập nhật những tin tức nóng nhất có trong chương trình tiếp theo của chúng tôi.